Nhân kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày 7 tháng 3 năm 2024, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Châu Đốc đến chúc mừng, tặng quà và gửi những lời chúc tốt đẹp đến toàn thể chị em phụ nữ Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc. Dịp này, lãnh đạo trung tâm bày tỏ vui mừng, cảm ơn sự quan tâm, đồng hành gắn bó giữa trung tâm và Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Châu Đốc trong suốt thời gian qua. Mong rằng trong thời gian tới, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Châu Đốc tiếp tục quan tâm hỗ trợ cho trung tâm nhiều hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và truyền thanh của thành phố ngày càng phát triển.